Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Wolverhampton và câu lạc bộ Chelsea. Đây là trận đấu thuộc vòng đấu thứ 18 giải ngoại hạng Anh và sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá thì câu lạc bộ Chelsea sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Wolverhampton với mức kèo là 0,5, mức kèo cũng có thể tăng 0,75 và hạ xuống còn 0,25, mức tài xỉu là 2,5, 2,75 và 2,25 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả, ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này. Năm lần đối đầu gần nhất của Wolverhampton và Chelsea thì Wolverhampton thắng 1, hòa 3 và thua 1 trước Chelsea. Năm trận thi đấu gần nhất của Wolverhampton thì Wolverhampton thắng 1, hòa 1 và thua 3. Còn năm trận thi đấu gần nhất của Chelsea, Chelsea thắng 3 và thua 2. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Chelsea chấp 0,5 hoặc là 0,25 nha. Vì sao? Mặc dù trận này Chelsea phải đi làm khách, nhưng mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì mình thấy là Chelsea đang được đánh giá là nhỉnh hơn Wolverhampton một bậc. Thứ hai nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì mặc dù là cái thành tích đối đầu nó cũng đang cân bằng, nhưng mà phong độ thi đấu ở những lượt trận vừa qua của Chelsea thì nó đang tốt hơn Wolverhampton rất là nhiều. Cái thành tích thi đấu trên sân khách của Chelsea thời gian vừa qua nó cũng đang khá là ổn định, và ở lượt trận này tiếp tục đến làm khách trước một đối thủ cũng không quá mạnh. Và hiện tại thì đội chủ nhà Wolverhampton đang mất phong độ nữa, thì đây sẽ là cái cơ hội không thể nào tốt hơn để cho Chelsea có thêm một chiến thắng nữa và cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Với việc trận này Chelsea họ sẽ có được đầy đủ lực lượng cộng với phong độ đang ổn định và hiệu suất ghi bàn đều đặn, thì với cái mức kèo chấp này gặp đối thủ đang mất phong độ thì mình dự đoán là Chelsea họ sẽ vượt qua được. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Chelsea chắc nha. Chỉ cần Chelsea đã đúng thực lực và phong độ hiện tại, thắng cách biệt một bàn thôi thì chúng ta chọn Chelsea chúng ta cũng đã thắng kèo rồi. Mức tài xỉu là 2,5, 2,75 và 2,25. Thì những lần gặp nhau trước đây của hai đội á, thì đa phần mình thấy nó cũng không có nhiều bàn thắng. Với lại là Wolverhampton họ đá trên sân nhà thì họ đá cũng cực kỳ khó chịu luôn. Dự đoán trận đấu này nhiều khả năng là Wolverhampton họ cũng sẽ gây rất là nhiều khó dễ cho Chelsea. Có thể là Chelsea họ chỉ thắng được kèo trên mà thôi. Dự đoán sẽ là 1-0 hoặc nhiều lắm là 2-0 nghiêng về cho Chelsea. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo xỉu 2,5 hoặc là 2,75 nha. Nếu như mà các bạn không tin tưởng vào Chelsea thì ưu tiên chọn kèo xỉu không cũng được rồi. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài sẽ là một trái. Có thể là với lối đá khó chịu của mình và điểm tựa sân nhà thì có thể là hiệp 1 Wolverhampton họ cũng sẽ chưa chịu thua trước Chelsea đâu. Có thể là họ chỉ thua hiệp 2 mà thôi. Hiệp 1 các bạn chọn Wolverhampton được chấp nha. Và đá nhẹ cái xỉu 1, hoặc là nếu như mà có xỉu 1,25 thì nên vào xỉu 1,25. Vì đó hiệp 1 hai đội hòa nhau không đều. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Chelsea và xỉu. Ở hiệp 1 chọn Wolverhampton được chấp và đá nhẹ cái xỉu 1. Chúc các bạn may mắn.